Và như vậy thì vòi còi từ trọng tài Duy Anh đã vang lên để bắt đầu trận đấu của buổi sáng ngày hôm nay. Và lúc này thì đang là tình huống đá phạt cho các cầu thủ áo tím. Cú đá thẳng rất nguy hiểm. Và lúc này thì đang là tình huống đá phạt. Vẫn là các cầu thủ của bên phía sân chơi rất nguy hiểm. Cú đá hoàn toàn chính xác về phía góc xa khung thành và đánh bại thủ môn Hoa của đội bóng bên phía Bát Tiên. Thế một tình huống nghèo biển được cực kỳ nguy hiểm thôi, không vào. Các cầu thủ của xóm chợ họ đang hoạt động rất rộng ở khu vực gần sân, xuất hiện không vào. Sẽ có sự công tác của trọng tài Duy Anh. Rất nguy hiểm. Một góc chưa, mặc dù thủ môn đó là Trịnh Tô đã có thể chạm tay được vào bóng, nhưng bất ngờ là trái bóng vẫn đổi hướng và đi vào lưới. Tỷ số của mình là 1-1 cho các thủ bên phía vòng. Đánh đầu. Có lẽ là tôi thì chắc chắn là một bàn thắng căng thẳng. Không vào. Và hiện tại thì thời điểm này Media Hà Tây không thể tới sân trực tiếp. Hôm nay dứt điểm. Một tình huống phối hợp từ thứ hai. Và Đinh Tuyến đã thực hiện một cú đặt lòng rất gọn gàng với một một tình huống mà Hà Chiến đã đón lấy đường truyền và sau đó thực hiện một cú đá quá gọn gàng. Và tình huống kiến tạo được tính dành cho Đinh Tuyến ở mùa giải năm nay. Đánh đầu, không vào. Sau đó là tình huống bắt tay của cầu thủ hai, chuyển rất nhanh, Trịnh Việt thôi, không vào. Lúc này thì trong đội hình của xóm chợ vẫn chưa có sự thay đổi nào cả, bầu khung lúc này vẫn đang chơi tương đối ổn định. Tình huống ở phía trong rất điểm, không được. Dứt điểm cuối cùng là của Hoàng Hà, những dấu hiệu khởi sắc và tích cực. Cơ Bình không vào. Xin nhờ những bộ phận an ninh ở bên ngoài, chúng ta cùng nhanh tay di chuyển để bóng quay trở lại khu vực mặt sân. Và vừa rồi thì trọng tài Duy Anh đã xác định có lẽ là trái bóng sẽ được là Trịnh Việt đột phá. Đây, không vào. Không hề có lỗi nào của Đinh Tuyến cả. Đây là cơ hội cho Hà Chiến. Và những cầu thủ của Bát Tiền có lẽ là khâm phục cả phục vừa rồi với cú đá. Được từng ba số người. Mọi thứ đơn giản là hoàn hảo và nó thể hiện rằng chiếc băng đội trưởng ở trên tay cầu thủ này. Dứt điểm, không vào. Rất nguy hiểm. Dứt điểm, không vào. Sự thay đổi người dành cho các cầu thủ bên phía Bát Tiên. Và người có thể dứt điểm. Được bóng vào, không vào. Nếu như vừa rồi mà có bàn thắng thì Hà Chiến cố lên. Không vào. Cả chúng ta đều đã dừng lại, đứng lại để chờ đợi xem vừa rồi là có bàn thắng dành cho. Thêm một pha đột phá nữa của Trịnh Việt. Đây là cơ hội. Không vào. Rất khó hiểu ở trong trận đấu này dành cho Trịnh Việt. Chuyên gia đá phạt cực kỳ đẳng cấp. Trịnh Việt bóng đưa ra tuyến hai. Không vào. Nếu như vừa rồi mà không có sự che chắn của tới ba cầu thủ của Bát Tiên, ăn luôn, không được. Ôi, không vào. Thêm một cơ hội nữa cho Hà Chiến. Và người rất tay đưa bóng vào.